Thay mặt cho BNG Medifarm, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể ban lãnh đạo cùng như toàn thể các bác sĩ, các dược sĩ của hệ thống phòng khám nhà thuốc của Tổng công ty Dược Sao Mai đã tham gia hội thảo khoa học ngày hôm nay. Hôm nay thay mặt cho BNG Medifarm, tôi xin gửi tới hội thảo chủ đề dinh dưỡng và miễn dịch. Dinh dưỡng và miễn dịch là vấn đề rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, đặc biệt là hiện nay như cái bệnh lý ung thư hoặc là những bệnh lý sau phẫu thuật hoặc những người bị suy nhược, suy gan, suy thận và các cái bệnh lý khác. Vấn đề dinh dưỡng và miễn dịch cơ thể là một trong những chủ đề rất quan trọng để chăm sóc, nâng cao sức khỏe người bệnh. Hôm nay tôi mang đến cho các anh các chị một cái sản phẩm Binutrafit. Tại sao chúng ta bị suy giảm miễn dịch? Có rất nhiều cái yếu tố có thể làm cho chúng ta suy giảm miễn dịch, các bệnh lý liên quan đến nhiễm khuẩn hoặc là virus, tiếp xúc với hóa chất độc hại, thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, sinh ra rất nhiều các gốc tự do phá hủy làm đột biến gen gây ra cái bệnh lý ung thư và các cái bệnh lý khác liên quan đến phẫu thuật, kháng sinh, bia rượu, ít vận động, ít thể dục thể thao cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chúng ta mệt mỏi và cái hệ thống miễn dịch chúng ta suy giảm, rồi là nhiều cái tác động của cái môi trường, yếu tố bệnh tật mới phát sinh như cái đại dịch Covid vừa rồi để tấn công vào cái hệ thống miễn dịch của chúng ta và hậu quả của hậu Covid đã để lại suy giảm miễn dịch. Từ đó đối mặt với rất nhiều cái bệnh lý phải điều trị, ví dụ như phải phẫu thuật hoặc là phải xạ trị, hóa trị hoặc là dùng kháng sinh vân vân, thì tất cả những cái điều đó nó cũng tấn công, nó để lại những cái tác dụng phụ. Thì cái vấn đề chúng ta nâng cao cái khả năng miễn dịch của chúng ta và đặc biệt là khả năng dinh dưỡng của chúng ta cũng là rất cần thiết. Thì hôm nay BNC Medifarm xin giới thiệu cho các anh các chị một cái sản phẩm, đó là Binutrafit. Binutrafit là một cái sản phẩm nó có thể tái tạo cái thể chất, hồi phục tinh thần, cái chất lượng cuộc sống. Đây là một cái sản phẩm nhập khẩu của Canada, được các nhà khoa học của hãng Zurich Pharma nghiên cứu và tìm ra một cái công thức nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể. Hoạt chất Focodan được chiết xuất từ một cái loại tảo nâu, nguyên liệu là nhập khẩu từ Nhật về. Tảo nâu Okinawa chiết xuất ra cái hoạt chất Focodan. Và thứ hai nữa là một cái công thức dinh dưỡng đặc hiệu phục vụ cho những cái bệnh nhân suy kiệt, bệnh nhân xạ trị, hóa trị hoặc là sau phẫu thuật, hoặc là những bệnh nhân suy gan, suy thận không hấp thụ được, thì công thức này là cung cấp chất đạm albumin và các cái protein thủy phân, là một cái dạng protein có phân tử lượng rất nhỏ, cung cấp nguyên liệu DNA, RNA là những cái vật liệu để cấu trúc nên nhân và sửa chữa những cái tổn thương ở cấp độ tế bào, và ngoài ra còn cung cấp cho chúng ta các cái axit amin rất cần thiết mà cơ thể của chúng ta không thể tổng hợp được mà phải được đưa từ bên ngoài vào, thì vừa là nâng cao sức đề kháng, vừa nâng cao thể trạng cho cơ thể hoạt động. Xuất phát từ cái tên Binutrafit là chúng ta cũng đã biết Binutrafit là chăm sóc sức khỏe tổng thể cả về thể chất cũng như là sức đề kháng. Cái hoạt chất đầu tiên giữ vai trò quan trọng của làm nên tên tuổi của cái sản phẩm Binutrafit, đó là cái hoạt chất Focodan. Thì Focodan thì chiết xuất từ một loại tảo nâu của Nhật Bản, được hãng Zurich Pharma của Canada người ta nhập khẩu cái nguyên liệu này về để sản xuất trong cái công thức của họ. Nhìn vào cái sơ đồ này thì Focodan là một cái hoạt chất có tác dụng tăng cường miễn dịch này, kích hoạt hệ thống apoptosis và ngăn cản sự hình thành các mạch máu nuôi. Tại sao lại sinh ra ung thư? Vì trong cơ thể của chúng ta có một cái gen gọi là gen PNAMA. Cái gen PNAMA là cái gen mà chịu trách nhiệm để kiểm soát quá trình sinh trưởng của các tế bào, sản xuất ra các cái loại protein để sửa chữa các cái tổn thương ở cấp độ nhân và tế bào. Thứ hai nữa, phát hiện ra những cái tế bào bị tổn thương mà không sửa chữa được thì nó sẽ kích hoạt cái quá trình apoptosis, là cái quá trình tự diệt tế bào và tự hủy và không phát triển được nữa. Chúng ta tiếp xúc với môi trường, tia xạ hoặc là hóa chất độc hại hoặc là các cái tác nhân khác gây ra các cái đột biến của cái gen PNAMA này thì nó không thể sửa chữa các cái tổn thương, các cái tế bào bị tổn thương tự nhân lên và cho khối u phát triển lên, là vì không kìm hãm được cái quá trình phát triển và các tế bào tổn thương nó tự nhân lên rất nhanh và
hình thành nên các khối u. Đó là cái nguyên nhân mà tại sao lại hình thành các khối u. Vậy thì hoạt chất Focodan này nó có tác dụng trước tiên là nó kích hoạt cái hệ thống apoptosis, luôn luôn duy trì quá trình apoptosis, duy trì cái gen telomere này hoạt động một cách hiệu quả và phát hiện ra các cái tế bào bị tổn thương, protein telomere này sửa chữa, và nếu như không sửa chữa được thì nó kích hoạt cái quá trình apoptosis và đưa những cái tế bào này vào quá trình tự hủy, tự chết, làm cho không hình thành những khối u. Cái công dụng thứ hai của Focodan đó là nó ngăn cản sự hình thành các cái mạch máu nuôi khối u. Bình thường ra các cái khối u khi nó hình thành thì nó cần được cung cấp oxy và dinh dưỡng, thì nó phải có các cái mạch máu phát triển ra để nó đưa dinh dưỡng và oxy đến để nuôi khối u để phát triển. Chứ chúng ta thấy trên hình ảnh các cái khối u là bao giờ có một cái hệ thống mạch máu nó phát triển đồng bộ. Focodan có tác dụng ngăn cản được quá trình hình thành các cái mạch máu để nuôi các khối u này. Công dụng thứ ba của Focodan đó là nó kích hoạt tăng cường hệ thống miễn dịch, các tế bào miễn dịch. Đó là cái ba cơ chế hoạt chất Focodan có tác dụng phòng và kìm hãm sự phát triển tiêu diệt các tế bào khối u. Tôi đi vào cái cơ chế thứ nhất, đó là quá trình apoptosis, là quá trình tự diệt tế bào. Vai trò tiêu diệt tế bào ung thư của Focodan được chứng minh. Chúng ta đi chi tiết vào cái vai trò tiêu diệt cái tế bào ung thư của Focodan được chứng minh qua bốn cái giai đoạn. Hình ảnh đầu tiên đây chúng ta thấy ở cái giai đoạn 1 thì nó chia thành hai giai đoạn, đó là giai đoạn 1A và giai đoạn 1B. Giai đoạn 1A các tế bào ung thư bắt đầu thay đổi ở cái màng tế bào, rồi nhân bắt đầu co lại và DNA bắt đầu có những biến đổi bị rạn nứt. Thì chúng ta thấy hình ảnh của nhân bắt đầu bị rạn nứt và màng tế bào cũng có nhiều cái biến đổi. Sang giai đoạn B là cái giai đoạn mà rất là quan trọng, đây là sự tấn công của Focodan nó vào trực tiếp đến màng tế bào và nhân. Diễn biến của cái giai đoạn 1B này tiến triển qua 6 cái giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là màng của tế bào ung thư bắt đầu bị tổn thương, nhăn nheo và nhân và DNA cũng bắt đầu có dấu hiệu bị tổn thương. Sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn B thì các tế bào ung thư, đặc biệt là bào tương, bị tấn công bởi các cái gốc tự do, mất dần các cái yếu tố tăng trưởng. Sang giai đoạn 3 thì đây là hình ảnh tổn thương của ti thể bắt đầu xảy ra. Sang giai đoạn 4, các hình ảnh receptor ở trên màng tế bào bắt đầu bị tổn thương. Giai đoạn 5 là các ti thể ở trong tế bào ung thư bị tổn thương và giải phóng ra một cái loại protein gọi là cytochrome C vào trong bào tương. Giai đoạn 6 là khi các cái protein cytochrome C này được giải phóng vào trong bào tương thì nó kích thích và phá hủy màng tế bào, dẫn đến tổn thương của nhân bắt đầu xảy ra. Sang giai đoạn 2, Focodan tấn công vào nhiễm sắc thể và phá vỡ nhiễm sắc thể ở trong nhân tế bào ung thư và dẫn đến nhân bị đông vón, cô đặc và bắt đầu teo nhỏ. Sang giai đoạn 3 thì các tế bào ung thư tiếp tục bị tổn thương và dẫn đến hình ảnh teo nhỏ và có những hình ảnh kỳ quái. Chúng ta nhìn rất rõ ở đây cái hình ảnh nhân bây giờ không như bình thường nữa. Và sang giai đoạn 4 là cái giai đoạn mà các tế bào ung thư bị chết và điển hình đây là cái hình ảnh cái mảnh vụn tác nhân bị tan ra. Thì đó là cái vai trò cực kỳ quan trọng của Focodan trong tiêu diệt cái tế bào ung thư. Công dụng thứ hai của Focodan đó là ức chế cái sự hình thành các cái mạch máu. Các nhà khoa học của Nhật ấy, người ta đã chứng minh được là cái vai trò của Focodan trong việc ức chế sự hình thành các cái mạch máu. Thì chúng ta biết là khi khối u nó hình thành ấy, thì bao giờ nó cũng cần cái phát triển mạch máu đến để nuôi dưỡng cái khối u bằng cách cung cấp oxy và dinh dưỡng. Focodan nó có tác dụng ức chế hình thành các cái mạch máu mới này để làm cho tế bào ung thư nó không được nuôi dưỡng, không được dinh dưỡng thì nó không thể phát triển được. Thì đây là cái tác dụng mà ngăn cái sự di căn của các cái tế bào ung thư phát triển của khối u. Chúng ta nhìn trên hình ảnh ấy, chúng ta thấy là khi được dùng Focodan thì các cái mạch máu mà có màu đen ấy nhé là nó đã bị ức chế và nó không phát triển được, còn các mạch máu đỏ nó mới phát triển để
tác dụng của phôi đoan nó ức chế là không cho hình thành nên các cái mạch máu để nuôi dưỡng cái khối u. Tiếp đến là cái vai trò tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Tại sao phôi đoan nó lại tăng cường kích hoạt được cái hệ thống miễn dịch? Là vì chúng ta nhìn trên hai cái đồ thị đây, các nhà khoa học đã chứng minh đây là những cái bài báo đã public trên quốc tế chứng minh được phôi đoan kích hoạt cái tế bào diệt tự nhiên NK. Những cái đối tượng mà được dùng phôi đoan thì so với nhóm control là nó tăng lên gần gấp đôi tỷ lệ tế bào NK, là cái tế bào diệt tự nhiên được kích hoạt và hoạt hóa tăng lên gấp đôi so với nhóm chứng. Đồ thị ở bên phải, cái hệ thống miễn dịch cũng được tăng lên rõ rệt khi được dùng phôi đoan. Nhóm mà dùng hỗn hợp phôi đoan và agaricus cho chúng ta cái khả năng tiêu thụ gluco lớn hơn và chứng minh được đó là cái khả năng kích hoạt cái hệ thống miễn dịch của chúng ta tốt hơn. Thì đây là những cái tư liệu, những cái tài liệu để chứng minh được public ở các cái bài báo rất là nổi tiếng. Về những cái lợi ích khác của Focodan thì chúng ta biết rằng là Focodan ngoài tác dụng ức chế và tiêu diệt các tế bào ung thư, tăng cường miễn dịch của cho cơ thể chúng ta, thì còn có rất nhiều cái tác dụng khác. Ví dụ như Focodan nó điều hòa cái lượng đường trong máu, kiểm soát cái cân nặng và đặc biệt là điều hòa cái hàm lượng cholesterol ở trong huyết tương của chúng ta, làm giảm cái mỡ máu xấu, tăng cái mỡ tốt cho cơ thể, làm giảm cái hàm lượng triglyceride là một cái loại cholesterol xấu mà rất khó điều trị. Focodan nó là một cái chất antioxidant. Ngoài ra còn có rất nhiều cái lợi ích khác như là chống đông máu, rồi giữ cái độ ẩm cho da, ngăn cản huyết áp, chống virus HIV, bổ sung cho da và tóc. Đó là những cái lợi ích khác của Focodan. Thì chúng ta biết là Focodan hiện nay cũng là một trong những cái sản phẩm mà cũng đang rất phổ biến ở Việt Nam. Trong viện 103 thì chúng ta cũng có một cái nhóm nghiên cứu của bệnh viện 103 cũng là đánh giá rất tốt về cái hoạt chất Focodan này để phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý ung thư. Phần thứ hai của sản phẩm Minotafit giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta biết đầu tiên đó là cái vai trò của albumin. Thì chúng ta biết rằng là albumin chiếm một cái hàm lượng từ 3,5 đến 5 gram decilit, phân bố 40% ở trong huyết thanh và 60% ở ngoài bào. Albumin giữ tăng cái chức năng cực kỳ quan trọng cho cơ thể của chúng ta. Thứ nhất đó là duy trì cái áp suất thẩm thấu keo từ 75 đến 80%, cái áp suất thẩm thấu keo ở trong huyết tương. Chức năng thứ hai là cái chức năng vận chuyển, thì nó vận chuyển các cái ion sắt, đồng, canxi, axit béo và hormone vân vân. Chức năng thứ ba là dinh dưỡng, nó cung cấp các axit amin, tổng hợp các protein của cơ thể. Chức năng thứ tư là chức năng đệm. Đây là một cái chức năng cực kỳ quan trọng, là nhờ có nhiều cái nhóm tion có công dụng là dọn các cái gốc tự do. Chức năng thứ năm là cái chức năng chống oxy hóa và khử các gốc tự do, nó liên kết với sắt, đồng, cysteine tự do. Ngoài ra thì albumin cũng có tác dụng chống đông máu và ức chế cái kết tập tiểu cầu và chống viêm. Thì như vậy là chúng ta biết là ngoài cái vai trò dinh dưỡng ra thì albumin còn đóng những cái vai trò cực kỳ quan trọng để kết hợp với Focodan, thì nó hỗ trợ rất tốt cho đặc biệt là các bệnh nhân ung thư hoặc là suy thận, suy gan. Thì tất cả các bệnh nhân mà suy kiệt sau phẫu thuật, sau xạ trị, hóa trị hoặc là điều trị nội trú thì được truyền albumin. Và cái albumin ra thì hiện nay trong Minotafit còn có một cái thành phần đó là các cái protein thủy phân. Nó giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Tại sao lại có protein thủy phân? Là vì sao? Đây là những cái protein có phân tử lượng rất nhỏ. Thường thường là những bệnh nhân mà sau xạ trị, hóa trị hoặc sau phẫu thuật hoặc là bệnh nhân suy gan, suy thận ấy, chức năng gan của chúng ta bị ảnh hưởng rất rất nặng, thận cũng không làm được. Đặc biệt là những bệnh nhân hôn mê, suy kiệt chẳng hạn. Nếu như chúng ta đưa dinh dưỡng vào thì bệnh nhân không thể tiêu hóa được, vì là lúc đó chức năng gan, chức năng thận không thể tiêu hấp thụ được. Thì chúng ta phải đưa những cái protein thủy phân có trọng lượng phân tử cực nhỏ, nó mới có thể thẩm thấu qua
niêm mạc của cái đường tiêu hóa để đi vào máu, vào gan và vào máu được, thì nó làm giảm tải. Nếu như chúng ta chỉ cần đưa cái phân tử lớn vào là bệnh nhân rất dễ bị dị ứng, kể cả uống sữa mà nếu như không chuẩn cái phân tử trọng lượng lớn cũng bị dị ứng, chưa nói chuyện là thịt ăn cá vân vân. Vậy thì vai trò dinh dưỡng ở đây là cái protein thủy phân là cực kỳ quan trọng ở đấy. Rồi ngoài ra còn cung cấp một cái hàm lượng DNA và RNA là những cái nguyên liệu vật liệu di chuyển của nhân, thì các cái thường thường là các cái bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân ung thư, viêm gan, viêm virus, ung thư phổi, bệnh rối loạn chuyển hóa, các bệnh đái tháo đường, tim mạch là đều sinh ra các gốc tự do và nó tấn công vào nhân của chúng ta và làm rối loạn, phá hủy cái cấu trúc DNA, thì chúng ta đây là bổ sung cái DNA và RNA vào, nó lại fix cho nhân, nó bảo vệ cái nhân tế bào của chúng ta. Ngoài ra là cung cấp cho chúng ta L-glutamine này, L-lysine này, cysteine này, arginine này, alanine này, melatonin này, isoleucine này, là những cái axit amin cần thiết mà cơ thể chúng ta rất cần để tăng cường dinh dưỡng cũng như tổng hợp đến các cái protein khác cực kỳ quan trọng của cơ thể. Chúng ta thấy là cái công thức Binutrafit là một cái sản phẩm rất giá trị, rất cần thiết cho mọi người, đặc biệt là người già cần phải bổ sung cái sản phẩm này, vừa là tăng cường được miễn dịch, phòng chống các bệnh lý ung thư, và đặc biệt là dinh dưỡng, cung cấp cho đầy đủ cái, các chất dinh dưỡng rất quan trọng để có một cái thể trạng tốt, cả thể chất và tinh thần. Đó là cái sản phẩm Binutrafit mà BNC Medifarm đã nhập khẩu về thị trường Việt Nam hơn 5 năm nay. Sản phẩm này thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều cái chương trình ở trên kênh VTV2, là cái chương trình hãy chia sẻ cùng chúng tôi. Đây là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Bá Do, viên cao cấp của Học viện Quân y, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, đã tham gia với BNC Medifarm nhiều cái chương trình về dinh dưỡng, các giải pháp an toàn và hiệu quả để điều trị các loại ung thư. Các anh các chị có thể tham khảo những cái thông tin chính thống ở trên VTV2, cái link mà tôi gửi đây là YouTube của VTV2. Báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý, quan tâm, theo dõi của các anh các chị. Nếu các anh các chị có vấn đề gì chưa hiểu hoặc là có thắc mắc gì thì chúng ta có thể thảo luận và chia sẻ. Tôi sẵn sàng giải đáp. Xin chân thành cảm ơn.